Thật ra đại sư nói cũng có lý. Phải chờ thời cơ thích hợp. Thật ra phải chờ đến khi nào đây? Ngày mà Chánh Nghĩa Thánh Quân xuất quan chính là cơ hội thích hợp nhất đó. Đại ca, đại ca, cẩn thận đó Trị Võ. Bộ ta là đại ca của ngươi sao? Đại ca, xuất sinh, mau tự kích liễu đi, đừng có ép ta phải ra tay. Đại ca, tại sao huynh phải giết đệ chứ? Những chuyện ngươi đã gây ra tự ngươi phải biết. Mau thả mẹ và Trầm Bích ra ngay. Đệ, chúng tôi không hề bắt Trầm Bích cô nương. Còn mẹ của huynh thì đã qua đời lâu rồi. Còn hủy miệng. Đại ca, sao mẹ có thể chết đi sống lại được? À, y huynh ám chỉ à yêu phụ. Thôi ngay, ngươi dám gọi mẹ là yêu phụ, như vậy chứng tỏ ngươi đã đánh mất lương tâm rồi. Đại ca, người trong đó không phải là mẹ của chúng ta. Mẹ đã chết từ lâu rồi, chính mắt huynh đã nhìn thấy mà. Kẻ thù của ta chỉ có một người, chính là ngươi. Nè, huynh hãy nghe tôi nói một câu có được không? Cấm miệng. Chuyện của Bạch gia chúng ta không muốn cho người ngoài xen vào. Được, tình gia tặc tán tận lương tâm, giống ơn bội nghĩa, uổng cho cha ta nhận hai ngươi về nuôi. Hai người không những làm ra những chuyện trái với luân thường đạo lý, mà còn dám đại nghịch bất đạo, giết cha diệt khẩu. Đại ca, người lấy quán trả ơn, đúng là không có tính người. Đại ca, tại sao huynh nói vậy? Hôm nay ta phải giết tên gian tặc này để trả thù cho cha, rửa mối hận này. Đại ca, huynh đã bị người ta gạt rồi, người đừng có ngụy biện. Mọi người hãy chăm sóc cho Bạch huynh đệ. Mọi người hãy dùng phòng. À, không sao chứ? Không sao. Ủa, tại sao tốt bụng tới đây thăm ta vậy? Thật ra bà đã dùng biện pháp gì mới quật đại ca của tôi? Nói. Hai huynh đệ ngươi gặp nhau rồi à? Bộ nó không dùng thanh ma đao chém chết ngươi sao? Nè, hay là ngươi đã dùng thanh thần kiếm chém chết nó rồi? Đúng là trên đời này không có gì đặt bằng lông giả đàn bà. Đúng vậy, còn là nguy hiểm nhất nữa kìa. Ta muốn hai người huynh đệ tàn sát lẫn nhau. Ý ổn. Đúng là không thể tưởng tượng. Chị Do. Nè, các ngươi còn chưa nói rõ chuyện gì đã bỏ đi rồi. Các ngươi chưa nói cho ta biết, thật ra Bạch Triển Văn đã trở thành quan hồn dưới kiếm của ngươi rồi, có phải không? Đi. Trong thời gian lão phu bế quan, trên giang hồ có chuyện gì lớn xảy ra hay không? Hồi bẩm Thánh Quân, trong mấy tháng này không có chuyện gì lớn xảy ra. Tốt, hy vọng từ đây
Võ Lâm được hưởng thái bình là tốt rồi. Dạ bối là Bạch Dương Võ, xin thánh quân chủ trì công đạo. Mọi người lưu xuống, cho y vào đây. Bạch Thiên Võ, người dám ngang nhiên xâm nhập vào thánh cung, xin ta chủ trì chuyện gì? Tôi đã điều tra ra sự thật, dù tứ đại trưởng môn bị sát hại tại Yên Hà Phong. Xin thánh quân giúp Bạch gia chúng tôi sửa mối quan tình. Sự thật mà ngươi nói là gì? Nói. Trưởng môn tứ đại phái không phải do tiên phụ giết, mà tên hung thủ thật sự chính là trưởng môn hiện thời của tứ đại phái. Bạch Thiên Võ, ngươi ngậm máu phun người. Mấy người gì muốn chiếm chức vị trưởng môn? Năm xưa tại Yên Hà Phong giết hại các trưởng môn đời trước. Quan Đường, các trưởng môn đời trước đều do một tay Bạch Phụng Thiền giết chết, toàn thể Võ Lâm đều biết mà. Nếu vậy, tôi muốn hỏi một câu, tất cả những người có mặt ở đây có ai dám đứng ra chỉ tội, chính mắt nhìn thấy Bạch Phụng Thiền ra tay giết người? Thực ra trưởng môn đời trước của tứ đại phái đã bị trúng độc từ trước, đúng lúc Bạch Phụng Thiền có mặt tại hiện trường, mấy người liền đem tội danh giết người này đổ cho người của y. Đúng vậy, Bạch Phụng Thiền thật ra chỉ là một người bị người ta dùng để thế tội thôi. Đây chính là kế nhất tiễn song điêu, không những có thể chiếm đoạt chức vị của tứ đại trưởng môn, hơn nữa còn có thể làm cho cả nhà Bạch Phụng Thiền lâm vào hòa diệt môn. Quan Đường, bọn ta nhà Bạch Phụng Thiền không thù không oán, tại sao bọn ta phải vu oan cho hắn chứ? Mấy người chẳng qua chỉ là một con cờ thôi, đằng sau còn có người chủ mưu. Nếu nói vậy, hình như trong An có An. Thật ra kẻ nào là chủ mưu đứng đằng sau? Tiểu Bao, đi. Kẻ chủ mưu gây ra toàn bộ sự việc chính là bà ta.